Xin chào các bạn, mình là Nôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi Photoshop không nhận thấy ở video. Thì khi các bạn mở Photoshop lên và kéo thả một bức ảnh hoặc một video vào chỗ slide, nó sẽ hiện thông báo. Thì ví dụ mình sẽ một cái video kéo thao đây, nó cũng như vậy. Và thông báo này thì nó lỗi là lỗi do định dạng tên file ảnh hoặc file video của bạn không đúng. File ảnh đúng và file video đúng là từ file không giống. Đây, ví dụ bức ảnh này là chọi thêm vào đây không được, và mình sẽ sửa ra chọi. Ok, được. Thì còn cái video này mình sẽ sửa thành PHP. Ok, kéo vào đây. Được. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn được các bạn vì sao Photoshop không nhận ảnh vào video. Bây giờ mình sẽ thử một trường hợp. Mình có bức ảnh của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Mình sẽ kéo thẻ vào đây, không thấy gì. Mình sẽ kéo thẻ lại nữa, không thấy gì. Mà tên thì đúng định dạng. À, đây các bạn lưu ý là file chứa ảnh cũng phải không có giống. Đây mình chứa file chứa ảnh trong file nhạc, nhạc cũng có giống, nhưng mà mình sẽ đổi tên file nhạc này thành nhạc không giống. Ok, ok. Vậy xin mình nhắc lại là khi bạn import một file ảnh hay video thì bạn hãy để ý cái tên file ảnh và video là viết không có dấu, và thư mục chứa ảnh và video đó cũng phải không có dấu. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.